không ai dễ ông cánh với ta. Bà cao thì chứ không phải chú. Sơ xác rồi mà tiếp phải lông đó. Má mà la bự mà mới luôn ghê không? Còn mới chơi nhiêu mà tao chơi lại bao nhiêu? Để chơi được rồi đúng không? Nó không trả lời được rồi. Còn lâu quá không phải nắng rồi mới có tí mà há mồm. Mỗi lần bây giờ phải nắng mà phải quay cái vòng quanh lên để cho nó có cái chỗ nó trốn á. Nắng như mặt nó là nó nhảy à. Quá, giữ cho bộ. Ra hết bãi cái đó hả? Quá mà nó thả miếng chiên. Nắng quá trời. Ai chơi là Tiêu My nữa, đồ quá. Tiêu My là hình ứng thôi rồi luôn. Quá khóc xè luôn. Nhìn chim tấu quá đã thì